lưỡi câu có lắp cơ lóc nha anh em, từ chiếc gùa lai cái này vừa kéo vừa giật luôn được nha anh em. Đó, cái này kéo giật đều ok hết, đích liền luôn nè. Này bằng là thép lò xo ha, lò xo bát dầu á, đích liền phần lỗ qua nghe em nè, để kỹ cho anh em xem, đường phần lỗ, lưỡi này kéo giật thì ok hết nha, lưỡi này thì là hàng VIP, liền, anh kem coi mỏ ngạnh, ngạnh như mỏ này hay là ngạnh nè, chưa. Thì lưỡi này thì cái loại 2 ly 2 ly 2 ly 4 là 200.000 nha, 2 ly 8, 3 ly 2 là 250, chưa bao gồm tiền ship nha nè. Cái lưỡi rất đẹp, ba cái lưỡi này hiện tại thì chút xíu mình đang giao, mình làm xong mình giao nè đó. Ba lưỡi này về mà Kiên Giang, vừa gồ wow Kiên Giang ha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều, cảm ơn anh em tin tưởng ủng hộ thời gian qua nha anh em. Rồi, ông anh nó gồ wow Kiên Giang. Rồi cảm ơn anh, ông anh rất nhiều. Ông anh này ông mua lần này lần thứ ba, ông mua dùm bạn giọng nữa. Ông thấy lưỡi hay quá rồi, bạn giới thiệu ông mua dùm bạn ổng. Giờ nha, ba lưỡi này thì 200.000 một lưỡi, là ba lưỡi này mình bao ship sẵn nè. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều, cảm ơn anh em đã tin tưởng thời gian qua nha. Rồi xin chào.